Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Ngọc Nga Lê Cuộc Sống Canada. Chủ đề hôm nay Nga muốn chia sẻ với các bạn đó là có nên làm bạn với chồng cũ hay là người yêu cũ hay không? Theo Nga thì làm bạn cũng được, nhưng mà ở cái mức độ như thế nào? Thì nếu như mà Nga nói không thì chắc nhiều người bảo là Nga đang bị khùng. Là tại sao? Tại vì Nga là đã ly hôn với người chồng đầu tiên là cha của Nabin á, hai đứa con duy nhất của Nga đó là cách đây 10 năm rồi. Nhưng mà nếu như mà các bạn mà theo dõi Facebook của Nga đó, các bạn sẽ thấy là cha của Nabin lập gia đình mới và đã có hai đứa con gái nữa là Phúc An và Thi Thiên. Thì hiện nay Nga hay nói là Nga có bốn đứa con, đó là Nabin, Phúc An và Thi Thiên. Tại vì Phúc An và Thi Thiên rất là thương Nga, mến Nga, và Nga cũng rất là thương hai con Phúc An và Thi Thiên. Và nếu mà theo dõi Facebook của Nga thì các bạn sẽ thấy những cái hình ảnh mà Nga chơi đùa với Phúc An và Thi Thiên như thế nào. Đặc biệt là tháng 5 năm 2019 á, Nga có qua bên Mỹ, nghỉ làm ở Canada, qua bên Mỹ 3 tuần là để chăm sóc bốn đứa nhỏ là Nabin, Phúc An và Thi Thiên, để cho cha của Nabin và mẹ mới của Nabin về Việt Nam. Đó, do không ai chăm sóc thì Nga phải qua chăm sóc. Thì khi Nga đi như vậy á, nhiều người bảo Nga bị khùng. Tại vì sao? Cái thứ nhất là người ta cứ trong đầu người ta vẫn còn cái tư tưởng là giống như là mẹ ghẻ con chồng á. Dĩ nhiên là giống như mẹ ghẻ con chồng, là đối với là mẹ mới của Nabin và Nabin, còn trường hợp của Nga thì không khỏi gọi là mẹ ghẻ, mà không biết gọi là mẹ gì cũng không biết nữa. Và đại khái là làm sao mà tự nhiên bỏ làm 3 tuần lễ ở Canada, rồi mua vé máy bay qua bên kia, rồi chăm bốn đứa nhỏ, trong đó có hai đứa con không có ruột rà máu mủ gì của mình hết á. Thì Nga nghĩ rằng là đâu có gì đâu, con nít mà nó như tờ giấy trắng, như con nít các bạn đấy đi, người ta bảo là đi hỏi già về nhà hỏi trẻ là vậy đó. Có nghĩa là con nít nó hay lắm, các bạn yêu thương nó hay là ghét nó biết, nó cảm nhận được hết trơn à. Đó, thì Thi Thiên và Phúc An rất là đáng yêu. Mà một phần như vậy nữa các bạn biết là sao, là do cái giáo dục của mẹ mới nó đó. Có nghĩa là do Nga dùng mẹ mới là pha đi nha, Nga để mà dễ mà trong cái câu chuyện của Nga. Thì pha là mẹ mới của Nabin đó, pha dạy con rất là khéo. Có nghĩa là dạy Thi Thiên Phúc An là phải yêu thương kính trọng Nga. Thì các bạn nghĩ đi, một đứa nhỏ nó yêu thương, nó kính trọng mình, thì tại sao mình lại không yêu thương nó, tại sao mình ghét bỏ nó, đúng không các bạn? Đó, mà trong khi đó là pha là người mà gọi là không có công sanh nhưng mà có công dưỡng hai đứa con Nabin của Nga. Dĩ nhiên là Nga mang ơn pha rất là nhiều, đã gọi là cu mang hai đứa con của Nga. Thì chuyện mà Nga thương Thi Thiên với Phúc An là chuyện bình thường, không có gì hết đó. Khi mà cần thì giống như là Nga trả cái ơn đó vậy đó các bạn. Thì nhưng giữa Nga với pha đó giống như là hai chị em vậy đó. Thành ra là khi mà Nga qua Mỹ á, là hai chị em là cứ đi gọi là đi chợ, đi chơi chung, rồi đi lại thăm bà con của cha của Nabin á. Người ta cũng ngạc nhiên, người ta nói sao nhìn mà giống như vợ cũ với vợ mới mà đi chung với nhau này kia nọ. Quan điểm của Nga, ủa cũ rồi là thôi, là quá khứ rồi, đâu có liên quan gì nữa đâu. Cái người hiện tại, người mới mới là quan trọng. Mặc dù là mối quan hệ của Nga và mẹ mới của Nabin đó là thân thiết như vậy, nhưng mà Nga cũng gọi là, tại vì giữa Nga với cha của Nabin đó là có mối quan hệ, là con có hai đứa con là Nabin nên có mối quan hệ như vậy thôi. Còn Nga nghĩ nếu như mà không có con chung á, Nga cũng không có muốn làm bạn nữa. Tại sao? Tại vì khi mà hai người chia tay nhau rồi á, chẳng hạn như Nga cũng phải có gia đình mới, rồi cái người chồng cũ của Nga cũng phải có gia đình mới. Thì nếu gọi là bạn với điều kiện là hai gia đình mới gặp nhau, có nghĩa Nga với người chồng mới của Nga và cái người chồng cũ và vợ mới của người chồng cũ gặp nhau thì được. Còn nếu bảo là cũng làm bạn với nhau thì tự nhiên thỉnh thoảng ấy,
ly hôn rồi, tự nhiên Nga với cha của Nabil đi uống cà phê như vậy. Rồi ơn bảo không có gì đâu, là bạn Nga, đối với Nga Nga không chấp nhận. Tại vì người ta nói ấp là có thương thì sẽ có ghen các bạn. Thì cái chuyện mà mình hạn chế tiếp xúc với người cũ đó là thể hiện cái sự tôn trọng với người mới các bạn đó. Nga thấy một số trường hợp đó, Nga đồng ý là trong cái thời buổi văn minh đó, cho dù chia tay văn minh, người ta gọi là chia tay văn minh đó, thì hai người vẫn có thể là bạn với nhau. Nhưng các bạn có nghĩ tới cảm xúc của người mới không, đúng không? Đó, có nghĩ tới cảm xúc của người mới, giống như Nga cũng vậy. Tiểu như Nga có chồng đi, Nga cũng nghĩ tới cảm xúc của chồng, khi chồng Nga cũng ghen, Nga cũng đâu có muốn liên lạc với chồng cũ. Nhưng mà do có sợi dây ràng buộc là Nabil, là hai đứa con, thành ra là đôi khi là phải liên lạc trao đổi thông tin để mà nuôi dạy con cái thôi. Chứ còn nếu mà Nga thì Nga nghĩ là không có nên. Chính vì thế khi mà Nga đi qua Mỹ, Nga coi bốn đứa nhỏ, hoặc là mỗi lần Nga thăm Nabil thì Nga ở nhà của cha của Bin và mẹ mới của anh Bin á, các bạn tin không? Nga qua Mỹ thăm con ở nhà cha và mẹ mới của Nabil, dĩ nhiên là Nga ở phòng của Bin ở trên lầu, còn gia đình mới của ổng á thì cứ ở phía dưới thôi, còn Nga ở trên lầu. Thì nhưng mà Nga dưới pha thì giống như chị em bình thường đó, nhưng mà Nga cũng không muốn có cái sự tiếp xúc giữa Nga với cái người chồng cũ nữa, tại vì Nga không có muốn, cái nhất là gây sự khó xử cho người đàn ông, cái thứ hai là Nga mặc dù là pha là không nghĩ gì hết, không ghen tuông gì hết, nhưng mà nói chung là với Nga hạn chế, càng hạn chế thì tốt. Trừ khi là tỉ như Nga qua bên Mỹ, Nga đi với một cái người chồng mới của Nga đó tới nhà của pha với cha của Nabil thì ok, lúc đó Nga cảm thấy Nga tự tin hơn, Nga cảm thấy Nga thoải mái hơn để mà giao tiếp với cha của Nabil. Còn trong trường hợp mà Nga đi có một mình Nga như vậy thì thật sự là Nga không có muốn tiếp xúc các bạn. Chính vì thế Nga nghĩ là đừng có bị gọi là văn minh quá đáng á. Có nghĩa là cứ nghĩ là văn minh nhưng mà không có nghĩ tới cảm xúc của cái người mới của mình, như vậy thì Nga nghĩ không có tốt. Tại vì Nga thấy một số trường hợp trên trang mạng xã hội đó, hai vợ chồng ly hôn rồi cũng có con chung, rồi người chồng cũ á thì cũng có người mới rồi, mà cái người vợ cũ thì chưa có người mới, mà cứ thay sau này cũng có người mới nữa, mà cứ hỏi gì cứ, hoặc là hình của, mặc dù là hình của con cái, nhưng mà nhầm khi cũng tát cái người chồng vô. Nga là thật sự là Nga không thích như vậy. Nga với cha của Nabil đó là nước sông không phạm nước giếng, không có kết bạn Facebook gì của nhau hết á, không có theo dõi, không có kết bạn gì của nhau hết. Nga nghĩ cái điều đó là tốt. Chứ mà còn gọi là làm bạn rồi đôi khi mất công, người mới sẽ có tư tưởng là tình cũ không rủ cũng đến, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc mới của mình, thì Nga nghĩ là điều đó là không có nên đó. Còn chuyện mà giống như là Nga với cái người vợ mới đó là thân thiết nhau như vậy là rất là nhiều người ngạc nhiên, thì Nga nghĩ đó là bình thường thôi. Người ta nuôi nấng dạy dỗ con của mình như vậy thì mình phải mang ơn, mình phải gọi là mang ơn không hết, mình quý trọng không hết, gọi là yêu thương không hết, thì lại sao có sự mà thù hằn hay là ganh ghét ở đây. Thì cái Nga nghĩ cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà giữa hai người phụ nữ, chứ không thể nào là giữa mà gọi là sự thân thiết giữa Nga và cha của Nabil được. Nga, bản thân Nga cũng không có chấp nhận cái điều đó. Thì các bạn nhìn thấy một số video á, Nga sẽ đưa một số video các bạn thấy là mối quan hệ giữa Nga với Thi Thiên và Phúc An, là hai đứa em là cùng cha khác mẹ của Nabil đó, là gọi là ba mẹ con là thân thiết như thế nào. Phúc An ăn gì cơ? Xưa. Thi Thiên ăn gì? Thi Thiên ăn cơm chiên của chị Hana với ba viên chiên cho con hả? Thiên ăn ngon không? Con ăn ngon không đi Thiên? Yeah.
cháu Mai nữa là ngày mốt mẹ về Canada rồi. No. No. Mẹ phải về Canada rồi mai mốt mẹ qua mẹ thăm hai con ha. No. No, hả? Rồi giờ làm sao? No. Con muốn làm sao? No. You want me to stay here? Chứ mẹ phải về để mẹ đi làm. Ấu. Thì các bạn thấy nói chung là cuộc sống khi mà mình nhìn ở mặt tích cực, nhìn ở sự việc, nhìn sự việc ở cái góc độ nhẹ nhàng thì nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ đem lòng căm thù, oán hận, ganh ghét, ganh tị nhau thì chắc chắn là cái đầu óc chúng ta cũng sẽ nặng nề, chúng ta cũng sẽ không thể nào mở lòng yêu thương ai hết á. Thành ra là Nga nghĩ rằng, Nga hy vọng rằng trong cái thời buổi hiện nay á, thì thật sự là rất là cái gọi là cái tình trạng ly hôn là lên tới gọi là 70% lận, ai cũng đổ vỡ, rất là nhiều cặp gia đình đổ vỡ. Nga hy vọng mà nếu mà ai đó không may mắn trong hôn nhân mà có đổ vỡ á, thì hãy có một cái nhìn thoáng, làm bạn với, Nga nói là làm bạn với là vợ mới của chồng cũ tốt hơn là làm bạn với chồng cũ nha các bạn, để mà tránh gây hiểu lầm và tránh gây những cái hệ lụy cho mối quan hệ mới của mình, thì mình nên là làm bạn và hòa đồng với vợ mới của chồng cũ hơn là làm bạn với chồng cũ nha các bạn. Đó, Nga chúc các bạn có một cái cuộc sống hôn nhân viên mãn, luôn bình an trong tâm hồn, thân tâm an lạc, luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Các bạn cũng đừng quên là ủng hộ kênh YouTube của Nga bằng cách like và share nhé. Và hãy nhấn nút subscribe, nhấn nút đăng ký kênh hoặc là nhấn chuông để mà theo dõi video mới của Nga nhé các bạn. Nga chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.